Xin chào các bạn, mình tên là Hà Phương, mình 5 tuổi, mình học lớp School 1. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn về món bánh kem trôi trứng. Trước khi làm mình sẽ đi rửa tay. Nguyên liệu gồm có 1 quả chuối, 2 quả trứng gà, 5 quả dâu, 10 gram bột mì, thì mình bắt đầu làm nha. Trước tiên mình sẽ lột chuối. Và các bạn ơi, nhớ các cẩn thận vì ra lớp biển. Mình vừa cắt xong thì mình sẽ bỏ vô nơi của máy xay sinh tố. Nhiều vitamin E và chất xơ, còn trứng thì có nhiều protein. Chúc các bạn thành công, bye bye.